Thầy Quyến xin trình bày với các em thí nghiệm giữa dung dịch NH3 dung dịch bạc nitrat với dung dịch natri hydroxit. Thầy cho dung dịch bạc nitrat vào trong ống nghiệm. Sau đó thầy nhỏ dung dịch natri hydroxit xuất hiện kết tủa nâu, ta có thể nói là nậm màu nâu hơi đen một chút. Sau đó thầy nhỏ dung dịch NH3 thì kết tủa tan tạo dung dịch không màu. Cái này là do cái bạc hydroxit có khả năng tạo phức, hay nói khác là ion bạc cộng có khả năng tạo phức với NH3. Cái dung dịch thu được là dung dịch phức của bạc với lại NH3, đây là dung dịch không có màu. Vậy các em hãy viết phương trình hóa học xảy ra cho các hiện tượng trên. Xin chào các em và hẹn các em ở thí nghiệm sau tại học hóa.com. Xin chào các em.